Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cường Lãng Toyota. Thì ngày hôm nay em Cường sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe Kia. Đây là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nha. Mà cái thời điểm mà xe này ra mắt thì đã từng gọi là gây sóng gió rất là lớn cho các mẫu xe cùng phân khúc với nó, như là Honda Civic hoặc là Corolla Altis của Toyota. Đây là mẫu Kia Forte nha quý vị, phiên bản số tự động, sản xuất 2012. Và cái này là xe là nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nha quý vị. Bởi vì sao mà nó gây sóng gió những mẫu xe cùng phân khúc? Bởi vì đây là một cái mẫu xe mà nói phải nói là cái option và những cái tiện tính năng cũng như tiện nghi của nó cực kỳ nhiều. Ở thời điểm đó thậm chí là các xe phân khúc D cũng không có trang bị đủ option như vậy. Đây sẽ giới thiệu qua những cái option cơ bản nha, để quý vị các bạn thấy các bạn đánh giá về cái độ trang bị gọi là rất là hào phóng của thương hiệu Kia được đưa đến cho mẫu xe Kia Forte này, như là cửa sổ trời này, rồi lấy chuyển số trên vô lăng, ghế chỉnh điện, rồi hệ thống đèn LED, vân vân và vân, rất là nhiều. Thì tí nữa chúng ta sẽ cùng vô trong phần nội thất và chúng đánh giá chi tiết về cái mẫu xe này nhé. Em cũng xin giới thiệu luôn, thì mẫu xe này là 2012, chạy được 92.000 km và giá bên em đang chào bán là mức giá là 380 triệu, một mức giá cũng rất là yêu thương. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần đầu xe. Đây, đầu xe từ mẫu xe sản xuất 2012, nhưng mà về phần đầu xe thì phải nói là nhìn rất là thể thao và còn cứng cáp. Hệ thống đèn quý vị có thấy này, hệ thống đèn LED cũng như dạng full LED và bóng chiếu gần chiếu xa đều dạng projector hết nha quý vị. Phía dưới là đèn gầm. Đó. Thì xe này nó được trang bị hệ thống camera 360 này, cũng như màn hình DVD và camera lùi. Còn những option trang bị thêm như là gắn phim cách nhiệt, viền che mưa. Viền che mưa này phải nói là một viền che mưa cũng rất là cao cấp và bền bỉ. Trải qua phải cỡ tầm gần chục năm rồi mà nó chỉ hơi xuống màu, nhưng mà về chất liệu nhựa vẫn còn rất cứng cáp. Đó, về bánh xe thì chiếc Forte này được trang bị mâm 17 inch này, với các thông số như là R320, 215, sẹc 45Z, R17. Xe này thì về tôi ra thân cảm bên em đã gọi là đã tút tát cũng như là dọn dẹp làm 176 hạng mục, cũng như là test về thủy kích cũng như gập nước, nên quý vị các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và an tâm khi lựa chọn mẫu xe này nhá. Rồi phía đuôi xe thì cái cảm biến của nó quý vị thấy này, có tới 4 cảm biến. Đó. 2 cảm biến re và 2 cảm biến góc. Đèn sau cũng rất đẹp. Camera zin theo xe này, camera 360 độ này. Đó, logo Kia Forte. Sẽ đi nhanh qua một vòng. Thời điểm 2012 mà xe này đã được trang bị, đây là lốc cửa thông minh, là tức là xe này chắc chắn là bên trong đã được trang bị nút khởi động start stop, một cái trang bị gọi là phải nói là khá là hiện đại. Và Toyota thì trang bị trên dòng Altis thì chỉ cần mới gần đây thôi, 2019 2020 thì Corolla Altis mới được trang bị chìa khóa thông minh thôi. Đó, mà chiếc Kia Forte này từ 2012 đã được trang bị rồi nha quý vị. Này, 4 cái mâm của nó cực kỳ đẹp này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phần cốp xe nha. Mình sẽ xem từng phần một, quý vị các bạn có thể dễ đánh giá. Đây, phần cốp xe thì rất là sạch sẽ này, vệ sinh. Mâm xe, bộ đồ nghề đầy đủ. Đó, mâm là mâm đúc luôn nha, 5 mâm sẽ giống nhau. Đây, quý vị thấy là cái phần sàn này còn nguyên zin, chưa hề có dấu hiệu mà có bị cấn hay là bị va chạm hết. Cũng như keo chỉ của lắp capo còn nguyên zin luôn, nguyên đai nguyên kiện. Đó, mình đang mở cái này lên, lúc là mở ghế phía trước nha, đẩy phía trước xuống là mở rộng cái khoang hành lý ra. Là một cái xe thuộc
phân khúc C nên về nội thất nó rất là rộng. Đây bộ ghế da rin này theo xe mà chất liệu vẫn còn rất là ok luôn. Xe này là chuẩn một cái xe thuần túy gia đình nha quý vị. Này, tiện nghi thì được trang bị thêm màn hình gối đầu. Màn hình gối đầu này. Tất cả đều là da hết. Để tay ra, đứng trên đây ra. Thống đèn này. Cửa tay nắm cửa rất là mới. Màn gối đầu được bọc thêm một cái phần da này nhìn cũng rất là sang trọng nha. Rồi bây giờ em sẽ lên vị trí tài xế. Đây phải nói là những cái option mà chúng ta có thể kể đến như là lẫy chuyển số trên vô lăng này. Một cái mà ở thời điểm đó thì cực kỳ hiếm xe được trang bị. Như là hệ thống đèn tự động này. Màn hình, ba màn hình thiết kế rất là đẹp mắt. Đây là những option, một số option gắn thêm như là màn hình phía trên đây. Đây khởi động nút bấm. Máy hoạt động cực kỳ êm ái này. Đó, màn hình thì hiển thị màu đỏ. Đây là số trên vô lăng. Màn hình DVD, hệ thống điều hòa. Điều hòa tự động. Hộp số là hộp số tự động 6 cấp nha quý vị. Đây, về ghế da thì phải nói là cái chất liệu ghế da là cực kỳ ok luôn. Thì xe 2012 là được Trường Hải phân phối. Về túi khí các bạn thấy là 1 này, 2 này. Đây chúng ta có sơ bộ thì có 3 túi khí. Có option gắn thêm như là màn hình xem thời gian này, cảnh báo áp suất lốp này, gương chống chói tự động, cửa sổ trời. Đó, một cái option mà phải nói là thậm chí là cả đến như bây giờ Corolla Altis vẫn chưa được trang bị cái cửa sổ trời. Đó, một cái xe cập cùng phân khúc. Một cái xe đã từ 2012 đã được trang bị rồi. Thì ở thời điểm này thì Kia Forte đã đổi tên lần lượt thành K3 và Cerato. Đó, thì bây giờ đến cái tên mới của nó, nhưng mà phải nói là với option của nó thì vẫn không có thay đổi nhiều. 2012 mà option cực kỳ khủng khiếp. Bộ ghế da phải nói là ghế da chất này người chủ nhân ra đi giữ rất là kỹ này. Ghế da màu nâu, may chỉ màu cam cực kỳ nổi bật và rất là đẹp. Dưới phía dưới này thì có trải sàn 5D. Ở dưới nó cũng có trải sàn luôn rồi. Số km thực tế là 91.871 km nha quý vị. Còi cực kỳ ngon lành. Đó, được chỉnh các chế độ này, tăng giảm âm lượng này, vô lăng. Đối cái xe này thực tế là một cái xe của ao ước của hầu hết tất cả các giới trẻ. Ở cái thời điểm nó ra mắt và nó cũng gọi là gây gọi là sóng gió cực kỳ lớn cho đối với những cái mẫu xe cùng phân khúc như là Honda Civic hoặc là Toyota Corolla Altis. Thì lúc đó đúng là khi mà một cái xe mà cùng phân khúc mà giá thành lại mềm hơn và option của nó thì gọi là không thiếu một cái gì luôn. Đó. Đây thậm chí là có cổng 12V này và có cả USB đây. Cổng nghe jack 3.5 này. Khởi động nút bấm. Cửa sổ trời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem về khoang động cơ nhé. Ở đây và cũng em xin chia sẻ thêm thì bên đây là hệ thống gương là gập điện này. Đó, gập điện, chỉnh điện. Cửa thì tự động ở phần cửa lái. Mà nói về trần xe còn rất là mới, những option trang bị trên xe cũng tương đối là đầy đủ. Đây là tấm lắc của nó. Quý vị có thể thấy dòng chữ đen ở đây là Made in Korea, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này, Kia Forte. Các số mã số này được phân phối tại của Thaco nha quý vị. Và nó chất xe còn cực kỳ đẹp luôn, và cái màu đỏ này là một cái màu rất là nổi bật. Do là em cầm chìa khóa ra ngoài nên xe nó sẽ báo hú như vậy á. Thì bây giờ em sẽ mở cái phần động cơ để chúng ta sẽ cùng khám phá cái quả tim của chiếc xe Kia Forte 2012 này nhá. Đây là em đã lưu ý là máy em cũng đang nổ máy luôn nha.
Dạ vâng, thì thưa quý vị, đây là khoang động cơ của chiếc Kia Forte 2012 này. Thì bên em đã vệ sinh này, vệ sinh sạch sẽ lên khoang động cơ cực kỳ mới và rất là sáng bóng. Cái này thì cũng là một cái chia sẻ nhỏ để em chia sẻ với quý vị. Thì những cái trong hãng thì bên em đã cam kết về đâm đụng và thủy kích, nên việc làm sạch bóng như vậy á thì sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng xe cả. Nhưng mà khi mà quý vị xem xe ở ngoài nhé, đặc biệt là đi mua xe cũ á, thì cái trường hợp mà khi mà người ta dọn sạch bóng như vậy á, quý vị các bạn xem thật kỹ những cái phần mà chi tiết phía dưới, cũng như cái chi tiết cơ thần khung gầm xe như là lắp capo này, xem có bị ảnh hưởng hay không, có thể là bị họ bùa thuốc lại á. Thì quý vị các bạn nếu mà không có kinh nghiệm rất là dễ nhầm lẫn. Đó thì là một cái chia sẻ ngoài luồng. Bây giờ em xin chia sẻ, em xin giới thiệu thêm về cái động cơ của cái xe này nhé. Động cơ là sử dụng động cơ DOHC 16 van, động cơ 1.6 lít nha quý vị, động cơ gamma. Thì xe này nó sẽ cho công suất ở 122 mã lực ở vòng tua 6.300 km nha. Đó là còn đó, và đó là 122 mã lực. Thì ở thời điểm đó một cái xe rất là khỏe, rất là mạnh rồi, cái động cơ 1.6 rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, keo xỉ còn nguyên zin này. Dạ vâng, thì em xin nhắc lại tổng thể cho đây là mẫu xe Kia Forte sản xuất 2012 và chạy được hơn 91.000 km, xe gia đình, mang biển số thành phố nha quý vị, và giá bên em đang chào bán là 380 triệu, trang bị full phụ kiện, full option. Nếu mà quý vị các bạn quan tâm đến mẫu xe này thì có thể liên hệ cho em Cường Lã qua số điện thoại em để trên màn hình, hoặc tới trực tiếp showroom Toyota Tân Cảng tại địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 quận Bình Thạnh xem xe, cũng như chúng ta có thể là trao đổi thương lượng về giá. Phải nói là cái mẫu xe này là một mẫu xe rất là hiếm có trên thị trường, và mẫu xe mà đời sâu và chất xe còn đẹp và không đâm đụng cung thủy kích. Hệ thống đèn quý vị thấy này, cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp luôn. Đó là một lựa chọn rất là sáng suốt cho mẫu xe, một cái xe phân khúc C này, đầy đủ option và tính năng thì không thua kém gì một cái xe ở phân khúc D trong thời điểm hiện tại cả. Ngoài ra thì bên Toyota Tân Cảng bên em vẫn đang có nhu cầu thu mua tất cả các dòng xe của tất cả các hãng nha, từ đời thấp tới đời cao, với giá cả hợp lý, hỗ trợ khách hàng đổi xe linh hoạt nhất. Nếu mà quý vị còn vay ngân hàng thì cũng đừng lo lắng, chúng bên em sẽ tất toán khoản vay cho ngân hàng và cho các bạn, và chúng ta có thể giao dịch xe trong ngày, thủ tục cực kỳ nhanh gọn luôn. Và bây giờ thì em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo nhé.